Rồi hello, shop phụ tùng xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà. Và shop mình hôm nay xin chia sẻ với anh em một bộ áo quen Alpha, áo dán keo nguyên bộ. Áo này là áo mới đắt 2021 nha anh em. Một bộ áo dán keo toàn bộ, chủ xe đã thay ra. Áo này áo mới đây 2021. Và đây là một cái combo bộ áo của nó, bao gồm đuôi về sau, yếm giữa, chụp đèn sau và đèn trước, nguyên bộ nhựa như vậy nha anh em. Và bộ nhựa này Hồng An sẽ bán cho anh em một cái giá rất là tốt, chỉ 1,5 triệu nha anh em ha. 1,5 triệu bao gồm tất cả nguyên dàn nhựa áo, giá 1,5 triệu thôi nha anh em. Áo hôm nay là hàng theo xe của hãng mới là 2,5 triệu nha anh em ha. 2,5 triệu là không có những cái dàn nhám nhựa nha anh em, mà shop mình bán hôm nay chỉ 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu là bao gồm như đây đó anh em đó. Và được một cái là dán keo, anh em mua về chỉ có dùng không sợ chày. Nếu hôm nay anh em mình đi mua về đi dán keo cũng hết 200-300 nghìn rồi. Một bộ áo dán keo hôm nay ra tiệm đề canh họ dán cho anh em cũng 200-300 nghìn rồi. Anh em mua những cái mặt hàng này về, thứ nhất là không cần tốn tiền keo dán và sử dụng không sợ chày đó. Và mình sẽ đi chi tiết nha anh em ha. Bộ này 1,5 triệu nha anh em. Anh em nào chốt đơn hãy để lại số điện thoại và để lại cái tin nhắn nha, bên shop mình sẽ liên hệ lại nha. Và lúc nào bên shop mình cũng mở tin nhắn điện thoại 24/24 nha. Anh em nào muốn chốt đơn hãy để lại số điện thoại để shop mình tư vấn và bao gửi bao ship cho anh em tận nhà tận vườn. Trước tiên là bộ áo này Hồng An sẽ quay nha. Dán keo nha anh em. Nói chung là áo như mới nha anh em ha, không một vết chày đâu anh em. Áo đã dùng qua, đắt 2021, giá chỉ có 1,5 triệu thôi anh em ơi. Nguyên bộ áo luôn nha, dán keo hết kính mít, không gãy một ngàm nha anh em ha. Tiếp đến cặp chữ A này cũng dán keo nha anh em. Ở đây có gãy hai cái móc, bên shop mình sẽ làm móc lại cho anh em nha. Móc nào gãy bên shop mình sẽ làm móc lại cho anh em. Đắt 2021 nè anh em à, mà dán keo hết nha. Nói chung là móc chữ A này cũng đơn giản thôi, bên shop mình để sẽ đem đi hàng lại và làm móc cho anh em à, nguyên bộ áo nha, đúng một bộ áo luôn nha anh em. Đúng đắt 2021 hết nha, không phải là cái này cái kia nha anh em, đều đúng đắt hết. Và tới đây cái mỏ về trước này bị chạy nha anh em ha, chạy keo nha anh em, bị dán keo đó chứ không có phải bị chạy vô sơn nha. Chóc miếng keo ra nha anh em, keo không mỏ về đẹp nha anh em. Giá chỉ có 1,5 triệu thôi anh em ơi, 1,5 triệu thôi nha anh em. Cam kết không một vết nứt nha anh em ha, không có nứt nha anh em. Cày keo nha anh em, cày keo nha anh em ha, keo nè, miếng keo thôi, keo nó hằn ra anh em, ha, keo nè anh em. À. Rồi, ok, tiếp đó là cặp cánh, cặp cánh, nó còn cái móc nè anh em thấy không? À. Cũng là dán keo nha, dán keo toàn bộ luôn. Không gãy ba cái chấu ngàm, bên trong cũng vậy luôn nha anh em. Nó xong mình lùa nó qua bên nha anh em ha. Rồi bên đây, bên trái bên phải, bộ áo này chỉ thiếu cặp cánh ngoài nha anh em ha, không có cặp cánh ngoài, cặp cánh ngoài đó anh em, không có cánh ngoài nha.
bao đẹp luôn anh em ơi. Hôm nay dán keo mắc lắm anh em. Anh em mua bộ áo này về họ dán keo sẵn rồi, anh em cứ dùng luôn ha. Vừa bền mà vừa chắc và vừa lâu, không sợ chày nữa nha anh em. Cái tiền keo nó mắc lắm. Này cái cốp học bình nè anh em. Thấy không? 21 hết cho anh em ha. Đều là đặt 2021 hết. Rồi, mặt nạ. Mặt nạ nói chung là cũng không có gãy nhàm nha anh em, không có hàng. Đó. Còn nguyên hết nha anh em. Đó, dán keo nè. Rồi. Đằng đuôi sau anh em ha. Cũng là dán keo luôn nha anh em. Chữ Honda nha, đúng hàng nè. Và tem này tem zin nha. Cam kết với anh em này, tem là tem zin của hãng nha, chứ không phải những cái tem rời nha anh em. Đó. Kiểm tra bát ngàm nha anh em, đầy đủ hết, không gãy. Không gãy ngàm nào hết nha anh em, còn nguyên vẹn nha. Đó. Đó. Rất đẹp. Có 1,5 triệu thôi. Anh em được tặng rất là nhiều ha. Đó. Yếm giữa rồi bợ cổ sau, dè đuôi, nhựa cũng là tiền không nha anh em. Mỗi món cũng trăm mấy không mà nó tiền không đó. Anh em mua cái bộ này về nói chung là quá ok rồi. Vừa được khuyến mãi khách hàng họ dán keo sẵn cho anh em, vừa được đẹp, giá lại rẻ hơn hãng gần 1,000,000, mà được tặng rất là nhiều nha anh em ha. Tặng kèm cho anh em. Thì bên shop mình mua làm sao thì về cứ để nguyên cho anh em, không có lấy bớt ra, kể cả ổ khóa vẫn để cho anh em luôn nha. Anh em về cứ dùng ha, muốn lấy gì lấy nha anh em, để nguyên cho anh em luôn. Đó. Chỉ có 1,5 triệu anh em được bao gồm hết luôn cả những cái trắng bùng sao nè. Đó. Cũng là tiền không nha anh em. Trắng bùng sao nó bao gồm những cái cao su nhựa nè. Đó. Mắt mèo nè, thấy không? Hàng zin của hãng nha, rất là dẻo nha anh em. Đừng có mua những cái hàng nhái nha, hàng nhái nó giòn nó gãy nha anh em. Hàng này hàng zin của hãng, đâm ra nó dẻo lắm. Đó. Bắt vô nó rất là ngay và nó chuẩn nha anh em ha, rất là chuẩn và nó thẳng lắm anh em, rất đẹp. Nhưng mua cái hàng nhái loại 2 rồi nó dẻo mà nói chung nó dễ giòn dễ gãy lắm anh em ơi. Đó. Kể cả này anh em ha. Đó. Yếm giữa nè. Đó. Rất đẹp. Có miếng miếng tem luôn nha anh em. Tem này tem zin là 20,000 một miếng đó anh em. Đó. Không gãy không gì nè anh em, thấy không? Đó. Rất là đẹp. Đó anh em, tặng anh em luôn nha. Đó. Nguyên bộ 1,2 thôi nha anh em. Ý quên nha anh em, 1,5 triệu nha. 1,5 triệu nguyên combo ha. Anh em mình muốn à, anh em ở gần thì anh em qua tiệm mình lấy. Anh em ở xa thì bên shop mình có ship đó nha em. Có ship nhưng mà tiền thu hộ hay là cái gì phí vận chuyển anh em mình 50-50 nha. Vì những cái đồ này nó rất là mất cái chu vi khoảng cách mình gửi, đâm ra cái phí rất là nhiều anh em. Phí rất là mắc, nó gần 100,000-200,000 đó, cái phí mà đi ship hàng đó anh em. Đâm ra anh em mình sẽ cưa đôi cái phí ship này, mong anh em mình hiểu nha. Nó rất là lớn, trọng lượng nó không phải là nặng nhưng mà nó lớn lắm. Đóng một cái kiện nó rất là lớn, rất tốn khoảng cách chu vi, đâm ra cái phí ship nó nặng lắm. Đâm ra anh em mình tốn, mỗi người tốn phân nửa. Và tiếp đến cái đặt đồng hồ nha. Anh em lấy đồng hồ này 500,000 nè. Đồng hồ theo xe hàng mới 500,000 thôi nha anh em, đúng hàng nha. Rồi anh em nào lấy luôn cái chóa đèn nè, chóa đèn trước nè và cái chóa đèn sau nè, 500,000 thôi nha anh em. Đó, có thể anh em mua lẻ mua rời đều được cho anh em ha. Chóa đèn theo xe quen pha luôn nè. Đó, chóa đèn sau và cái bộ đèn trước bán chung vậy 500,000 cho anh em ha. Anh em được khuyến mãi hai cái bóng led luôn nha anh em, rất đẹp, bóng siêu sáng anh em ơi ha. Tặng kèm hai cái bóng cho anh em. Đó, đúng đồ quay pha luôn nha anh em. Có dây chui ha, bóng đầy đủ hết. Bộ này 500,000, mặt đồng hồ 500,000, có bán lẻ nha. Anh em nào muốn chốt đơn nào đều có hết nha anh em. Riêng bộ áo là 1,5 triệu nha. Đồng hồ theo xe 500,000, chóa trước đuôi đèn sau 500,000 nha anh em. Rồi cả nhà mình cho mình một cái lượt like và một lượt chia sẻ nha, để lượng tương tác mình ngày càng nhiều hơn và phục vụ anh em mình ngày càng tốt hơn nha anh em. Cảm ơn cả nhà mình đã xem và đồng hành. Bye bye cả nhà.